afraid of you. Now you set my soul on fire. Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Chiều nay mình sẽ tiếp tục chơi về nhân vật Cung Trang trong chế độ Tarot thường. Đấy, một cái chế độ bốn người đúng không? 4v4 để chúng ta cùng vui đó. Chứ chơi Wickmart nhiều chán đúng không? Và quả cầu pha lê thì chơi cũng khá là nhiều rồi. Vô đây là công bằng thôi. Chủ yếu là được thêm vài cái lọ thuốc bồi bổ tinh thần giống như thực phẩm chức năng vậy đó. Mọi người biết cái mấy cái thuốc thực phẩm chức năng đấy thì nó không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh đúng không? Đấy. Cho nên là uống để bồi bổ thêm cơ thể thôi. Còn bệnh tật thì nói chung thì quan trọng cho mình đúng không? Ăn uống rồi nghỉ ngơi rồi thể dục thể thao đúng không? Em chỉ có thể giường thôi mọi người. Chưa gì vào thế vòng của nữ chủ tế ở đây rồi. Đâu rồi không biết. Ủa? Cắm mắt xong nghe tai cũng thấy người tức ghê. Mấy đứa này. Chôn. Ủa cái gì bên kia bơi gây xa bị đập ván vậy? Mà đừng có bảo bà mỹ nhân này đập ván gây xa phe bả nha. Tôi chịu quá nha. Mà xứng đáng bị ăn lốc đó. Oh. Và mọi người biết là Gu Trang chơi map này nói chung thì ngon. Và đi theo bên kia thì hai bạn là mỹ nhân vô tri đúng không? Đập hết. Trời ơi. Mỹ nhân bây giờ chỉ có hít sọ theo kiểu là thưởng ké của đồng đội thôi. Chứ nói chung thì về cái mặt cơ bản là đi cover đồ không ngon lắm. Há tên. Oh. Này. Tất nhiên là gặp những cái team chuyên gia heal chậm thế này, các bạn có thể chơi nhân vật này. Đấy. Cộng thêm những cái điểm heal chậm vào nữa thì thật sự rất là thơm bơ mềm dẻo luôn. Oh. Hết vòng chưa? Hết vòng là hết thời. Khỏi. Ủa. Ngày hôm nay nói chung thì nó cũng về với quỹ đạo bình thường của cái sự bình thường rồi. Như sáng nay là giống như kiểu là làm cái clip xong rồi ốp lên thì cảm giác nó không có bị như ngày hôm qua, cảm giác rất là vui. Trời ơi, hôm qua nói thật mọi người luôn ấy. 7749 bài trong cái group gì mà học viện YouTube đó. Eo ơi, mà bữa nay thời tiết nó nóng dã man nhở. Trời ơi, nóng mà kiểu oi luôn ấy. Hôm qua vừa mới xem được một cái bài viết dự báo thời tiết ở khu vực miền Bắc, thấy vẫn còn lạnh. Trời ơi, mê thời tiết lạnh dã man, nó sao cũng được, kiểu cảm giác rất là dễ chịu. Nếu phải như nè, từng con bước vô đây một cái là dù bung vào đầu liền. Ôi ơi, banh xác liền. Đi ra kia. Búa vô đầu. Trời ơi. Mắn. Rồi ngóc cái đầu lên đi cover tiếp cho Hương Sư đi. Ôi. Trời ơi. Bà nào ném cái cục này vậy? Không đánh được luôn á. Úi giời ơi, khổ ghê. Bây giờ em vừa tìm được một cái món junk food mới. Chân ái với lòng em đó chính là nho khô. Trời ơi, ngon ghê mọi người. Thích nhất đợt Tết mọi người biết là có rất là nhiều những cái giỏ quà đó. Trời ơi, hôm nay nhà em tự mua, tự đóng, tự gói luôn. Không cần phải mua ở ngoài bên quầy, nó kiểu giống như ăn cái gì mình đi siêu thị mình mua xong nó bắt đầu mình làm một cái giỏ quà. Mấy con nó cứ giật giỏ nó mất hết từ chiều. Nè, thồn dù này. Ô, bạn mỹ nhân bên team mình lock hết bên kia, không có vào để cover sọ được. Hay kinh luôn. Hay á. Mà chưa sờ được da thịt của bà Hương Sư nữa. Trời ơi, hết thời liền. Đi ra kia chơi. Trời
rồi banh xác liền. Làm sao mà có đủ tài năng. Mà thấy Hương Sư mà chơi gây xa là thấy cũng hơi mạnh rồi đó. Tụi nó búp chiêu, tụi nó búp nước hoa cho nhau rồi đánh bao giờ nó mới gục. Ôi giời ơi, hay quá. Team mình có vẻ tinh thần đồng đội cover từ hiệp sĩ đến cả vua rất là nhiệt tình và chu đáo. Gì vậy trời, đồng hồ nè. Tết vừa rồi là thay vì nhà mình ra tạp hóa để mua mấy cái giỏ quà giống như của mấy quán tạp hóa người ta đóng sẵn ấy, thì đổi phong cách theo kiểu là sẽ thay đổi là thích ăn cái gì mua cái đấy, xong rồi đóng cái giỏ quà. Trời ơi, tôi ghiền mấy cái hộp bánh slice dã man luôn, bánh khoai tây chiên ấy. Mua hai lon nó đóng vô, xong rồi kèm theo một hộp nho khô. Trời ơi, nhai đã cái mồm mọi người ơi. Ngon, mà thơm, dẻo. Mà chính ra ăn trái cây sấy thì nhiều cái, nhiều đường, chẳng hạn như mít sấy đồ đó. Còn tháng tên tức ghê, cứ lèo xèo thôi. Mấy cái đứa này là tôi phải mang cắm mắt chứ không có mang phấn khích. Bởi vì mọi người biết là nếu như mà mang phấn khích ấy, thì không có hồi đủ để mà chơi với tụi nó. Nên là mình phải mang cắm mắt cộng thêm 3 điểm hưu chậm đối với mấy má mỹ nhân này nè. Bung dù vô mồm nè, ngóc cái đầu ra mày hiêu. Cái thuốc này là cái thuốc gì á? Không có hiểu. Thuốc này là thuốc đề kháng, là cái thuốc gì á? Mua đại đi chứ cũng không có biết nữa. Trời ơi, mua cho có với người ta, cho người ta biết là mình cũng có từng dùng. Thực ra nó chả có ý nghĩa gì. Oh, dớp hai lần rồi nha. Hết vòng chưa? Bà này hết vòng là hết thời. Xịt. Tới số liền. Gây xa chưa đánh được một hit gì đối với bạn Hương Sư vua bên team mình luôn. Rất là hỏi chấm chấm. Đứng im chán chẳng muốn chơi nữa. Nhìn thương thế, ốp kẹt. Đi đứng kiểu gì mà kẹt không đi được này. Ở đây đây đây, không có đi được. Vậy thì mình bay, ghét ghê. Nhỏ gây xa không chơi rồi. Cover dữ quá mà giờ bả chán đời không muốn chơi, tức ghê. Đi ra kia. Xà lẹo. Mà trận đấu này mình lên nhầm bảng Persona nè. Tự nhiên cầm 36 vô Tarot, không hiểu. Ngu dữ. Rồi. Hết thời. Đánh hết nha, trời ơi, con nào cũng sẽ có số thôi, đúng không? Đứng trong nhà. Sao mà ác độc với đức mẹ vậy? Trả lời liền. Ôi mà gây xa kiểu gì ấy, chả chơi nữa. Không thèm đuổi bên mình luôn. Bởi cho nên là Gu Chang là một cái gì đó, là một hệ tư tưởng, đúng không? Ở trận đấu này có hai vị vua thì mang hết hai bộ trang phục S. Ô, bà gây xa AFK luôn rồi. Rồi má mỹ nhân kia chắc cũng hồi đó, ngóc đầu lên đi, biết ngay rồi. Tôi thấy bò sát sát vậy là tôi nghi rồi. Nhưng mà cái gì tới thì cũng sẽ tới thôi. Ô, cổng sắp mở rồi, thôi không nhây nữa nha. Đâu rồi, nó đâu rồi? Ôi ôi. Thôi, Gu Chang mà bà nhây cái lỗ này vậy bà. Cái lỗ bà còn gạt không? Ôi ôi, hết sợ rồi. Thôi xuống ghế ngồi luôn nha. Chứ mở cổng là chuẩn bị mở rồi, không có nhây nữa. Kinh khủng. Ôi, nhìn hai bà mỹ nhân đứng bất lực luôn á, tội nghiệp. Không hiểu tại sao có Hương Sư mà biết gây xa là đánh bao giờ nó mới gục. Ôi ôi, tới số. Mấy con Hương Sư đó phải mang cá hay là bonbon galati ấy, thì mới thanh trùng được chúng nó. Rồi trận đấu này thì mình sẽ chơi cái bộ trang phục gió viễn đông của Gu Chang. Dù gì nhưng với cái bộ trang phục này tất nhiên là nó mang một cái phong thái, một cái hình thức và một cái cảm xúc
dâng trào hơn đối với những cái bộ trang phục mà gọi là bán trong shop rồi đúng không? Ôi ôi, hàng lý mịt tịt đời đầu đó. Kim tiêm hả bà? Tôi thấy bà cầm cái kim tiêm của bà Zetter đây đó là tôi cho bà thành Zetter everyday luôn. Ôi ôi, không có còn tương lai nữa. Ôi ôi, thấy thương đó. Nó nhìn cái mặt Hu Trang này. Trời ơi, ngầu quá mọi người. Đấy, skinhead nó phải kiểu như thế này này. Trời ơi, nhìn đặc sắc. Mà mọi người thấy không, những cái bộ trang phục cũ thì thường nó ít hiệu ứng nhất. Giờ thì những cái bộ trang phục S ngày xưa thì nó không có hiệu ứng nhiều như là bây giờ. Nhưng mà về nội dung, về cái hình thức không thể nào qua được, đúng không? Nhảy xuống một cái là rồi, ok nha. Oh, quạt vào đầu nè, trời ơi. Mọi người thấy là Gu Trang chơi đầu game ấy thì kể cả chế độ nào cũng thế thôi, nó rất là mệt, mệt lắm luôn ấy. Thôi đi về cam may mắn. Nhất là cái dạng bạch, nó nhược điểm có nhiều, không phải tả luôn ấy. Ra lau đòn, lau kiếm thì nó lau mà tôi nói, nó ra hitbox nhìn cũng mệt nữa. Ôi, búp cú nữa. Tôi kệ đi, búp nhiều lên để tôi có tiền tôi đi mua thuốc. Rồi xong đời Lucky Guy rồi đó. Trời ơi, không có đủ tài năng thì đừng đấu với chị ha. À, đầu game chắc ướt súng rồi ra kim tiêm gì. Biết thừa. Xui, xui mà xui dữ. Đấy, mọi người thấy em bữa nay không có lên Link hay là cái gì gì nữa. Mang cắm mắt đi, cắm mắt nó không có dơ, chứ Link là dơ lắm. Mà game thì đang thua rồi mà thêm quả Link dơ nữa thì thôi, đúng xóa clip, thật sự chán. Oh, trong này vui quá nè. May mắn không ai cứu à. Cái đầu. Ôi ôi. Đấy, có cái thuốc lau kiếm vô là cảm giác người nó thống khoái liền đúng không? Cảm giác nó bay bổng, nó thăng trầm liền. Nhưng mà đi vẫn chậm hơn so với survival nhá. Không hiểu nổi. Rồi. Rồi. Mệt ghê. Khỏi. Búa vô đầu. Bà cá ở đâu vậy? Ờ, đào vàng đâu? Nhấc đào vàng lên chị gái ơi. Đó. Rồi tinh thần đồng đội là kinh khủng ở đấy. Thấy đồng đội cần một cái sự níp giúp đỡ đó thì bay tới là giúp liền, đúng không? Yêu quá trời yêu. Nhưng mà chơi bời thì chơi, chứ nhiều khi mình chỉ cần sơ sẩy một cái là thấy thua liền. Đấy. Chứ mình cũng hiểu lý do vì sao mà khi mà mình chơi... Ốp! Gì đây? Trời ơi! Sướng quá nè! Wow! Wow! Ôi, cảm giác đã ghê luôn ấy! Ồ, tự nhiên nói tới bà AFK này, tôi tức thằng em tôi ghê. Nó đi học xong cái nó lấy nick liên quân của tôi nó chơi. Tôi đang cao cái thằng kia. Hà chơi banh. Dừa. Vô chi. No leg no no arm đó. Chi là chân tay đó, no leg no arm, không chân không tay đó. Trời ơi. Nhìn lại mình đi, đâu có đủ tài năng đâu mà đấu, đúng không? Oh. Em gái ơi, em tới nè. Oh. Không bách nước hoa về à? Ô, oh, có. Sao nhìn cái skinhead này của bé gái nhìn dễ thương ghê. Mà bảo là bỏ ra một đống tiền, để một đống đá để mua nó, chứ thấy sót kiểu gì. Dù gì là mọi người thấy là cũng nghe mọi người đồn là cũng chuẩn bị đến lượt vote skin rồi đó. Cho nên là ai cũng sẽ chuẩn bị tích và có những cái bộ trang phục mình muốn để mai mốt mua thôi, đúng không? Ôi ôi,
pin yếu ấy. Bữa nay á, là nghe bảo đâu là cái bộ trang phục của Yesterday đó là không có được thả ra để vote, thì cảm giác cũng hơi buồn. Tại vì nick của mình thì không có cái bộ đấy, mà cái bộ trang phục Yesterday nó công nhận nó đẹp thật, đúng không mọi người? Quá đẹp luôn. Nó màu sắc, tạo hình, tạo dáng đồ rất là ngon lành, cành đào. Phụ kiện cũng rất là dễ chịu nữa, mềm mại, thướt tha, đúng không? Bé gái nó còn núp dưới đây nè, sao mà chạy được? Ôi ôi, cưng nghĩ cưng thoát được hả? Đâu có đủ tài năng. Ôi ôi, lên ghế nha, thương ghê, xuống hầm đi. Ủa, đang nói tới cái nick Liên Quân, nó nhắm chơi được thì nó chơi, còn không thì thôi, nó bích, nó đi rank cho đã, xong cái nó AFK. Trời ơi, giờ là cái sự ranh rủng của tôi là nó phải nhập vô gọi là đi hai trận thường mới được đi ranh, tức ghê. Mấy nó AFK một cái là thấy khổ. Ngày trước hả, nó làm một vố gọi là nó từ 100% uy tín mà giờ xuống biết nhiêu. Có đợt đó nó xuống là có 70 rồi. Ôi ôi, đâm cái đầu mặt nó. Vừa đến lượt bà đó. Oh, có vẻ như là bà cá bà ấy mạnh rồi đó mọi người. Hồi nãy thấy bà hơi khổ chút đó, uống vài cái lọ thuốc bổ vô là người nó sảng khoái liền, bay bổng liền, đúng không? Đợi ngồi đi. Oh, trời ơi, lại thêm một thành viên AFK nữa. Đúng là Gu Chơi Gu Trang là một cái gì đó rất là tư tưởng. Hồi nãy chơi Tarot thì gặp một bà gây xa AFK rồi, giờ chơi thêm trận này nữa thì gặp hai má AFK. Không hiểu. Cắm mắt. Nói chung thì chơi game đồng đội mà kiểu AFK thì ai cũng sẽ có cảm xúc rất là tiêu cực á. Mặc dù là người ta team địch nha, mà tôi thấy tôi còn tức dùng bên phe của mấy bạn kia. Ôi ôi, thiệt sự luôn á. Chơi mà chỉ cần lỗi một tí thôi là đã thấy thua rồi. Còn đằng này đây là còn thiếu nguyên một cái gọi là một nhân lực. Nè, thôi dù nè, đụng như Gu Đen hả bà. Hít bốc hơi bị nhanh luôn nha bà. Nhưng mà công nhận là nhớ Gu Trang ngày xưa. Gu Trang ngày xưa là dù không có cái vụ ném xong rồi nhự check map vậy đâu. Trời ơi mọi người thấy không, bây giờ rất là dễ để lừa. 500 tiên sư thiệt chứ. Sao nó đi nhanh dữ trời. Đây, vừa được chưa? Khiếp. Hết 500 rồi, hết thời. Đâu có đủ tài năng. Giờ đi kiếm bé gái với cả thành viên đội cổ vũ này. Hai cái má đó hồi nãy kiếm nãy giờ. Kìa. Tới nè. Oh, hơi lố. Mình cứ tưởng là bà sửa máy, mình bay thẳng vào máy luôn. Chào bà. Bà có phải là cái người mà đăng cái start này không? Oh, tôi không có sợ ván nha bà. Một là anh ván, hai úp cái gì mà chạy gớt trời. Nhưng mà chỉ tiếc một điều là trong chế độ 82 này không được dùng phụ kiện. Đâm ra là nhiều khi cũng cảm giác nó cũng hơi bị chán chán. Nhưng mà nếu như mà không chơi được phụ kiện thì nó đỡ lag. Mình nghĩ là có phụ kiện bô là game sập luôn. Sao con này nó nhiều banh thế nhỉ? Nhưng mà banh của nó đâu bằng dù của mình được. Ôi ôi.
Đây, mình quăng cái dù xuống dưới này, nhảy cửa sổ một cái là tới số liền. Bây giờ là phải búp bạc cá cũng đi đứng theo kiểu được như Gu Trang thì ngon. Sao mà đi nhanh đấy nhở, không có chạy lại luôn ấy. Bạc cá mà đem lao đi mà muốn nhảy cửa sổ thì rút lao về. Đâm ra là chơi Gu Trang nó khỏe hơn ở cái chỗ đấy. Cắm mắt này, khỏi nhây. Con này nó lắm bóng. Rồi, được chưa? Bây giờ đứng đây chờ cho bạn ngư dân đó. Bạn nhất bé gái là được. Bởi cho nên là mấy bữa nay đâu có mang linh đâu, mang cắm mắt đi mọi người, tư tưởng mới đó. Trời ơi, toàn những cái điều mà gọi là thầm kín bữa nay mới dám bung ra. Chứ nhiều khi bạn biết không, cái bling là 2 phút mới có một cái. Dùng mà lỗ một cái thôi là cảm giác bực mình dã man. Đúng không? Đó, lên ghế đi. Quỷ. Quỷ sứ. Chúc phúc. Chị cá đâu rồi? Ô, chị gái kìa. Tình thương yêu gì nhau đâu, lao tới tôi chi. Và mình sẽ kết thúc video clip đây nha mọi người. Hẹn là mọi người vào video sau. Chúc các bạn có một buổi chiều vui vẻ và ăn cơm thật ngon miệng nha. Bye bye mọi người.